Thưa các bạn, thì hôm qua mình đi bãi lấy được cái động cơ này nha. Nay rảnh rỗi lôi ra test chạy 3 giây 3 pha. Nó có tên là BL Servo Motor nha, BL của Tamagawa. BL sub sao ta? Rootless hay sao? Ha. Rootless Servo Motor. Thì nó là cái này là 8.000 vòng nè, 8.000 vòng nha, 200W. Thông số cơ bản là 200W, 8.000 vòng Tamagawa nha. Nó có hai đầu trục rất là dài. Cái đầu trục phía sau này khả năng là gắn cái encoder, nhưng mà bị tháo rồi nha. Còn cái này thì đầu trục phía trước còn. À, 12 nha, phía trước 12, phía sau 8 nha. Ok, mình test thử coi. Mình đang chạy 72V nha, DC 72V. Thì đầu tiên mình sẽ test tải. Do mình test nhiều quá, cho nên khi mà test kiểu này nè, mình cũng ước lượng được là cái lực nó cỡ nào. 200W cỡ này đúng nha, 200W có nghĩa rằng nó ra hết 200W nha. Ở tua chậm như vậy mà nó ghi rất là mạnh luôn ạ, ghi rất là mạnh nha. Các bạn nghe tua lên rất cao ha. Ra 8.300 nha, 8.350, 8.400. Thì ở đây nó để 8.000 vòng 200W, ra được 8.000 mấy nha. Cái này cốt 12 thì mình gắn cái Colec R, ví dụ như Colec R25 chạy những mũi nhỏ nhỏ, mũi 5 đổ lại thôi, thoải mái nha. Tua 8.500 này thì các bạn chạy mũi 5, mũi 3 gì đó, chạy phay khắc PCB, phay này phay kia, tua rất là cao đúng không? Êm, khá là êm, còn rất là êm luôn, êm ru, cốt còn rất là chuẩn nha, không rung một chút nào luôn. Trước sau, sau mình có thể gắn một cánh quạt nhỏ nhỏ nha, cho nó thổi xuống. Rất là nặng, khoảng 3 kg. Cái này chắc để mình xài quá, tại vì sắp tới mình cũng ráp nhiều máy, để đi bãi có mình lấy nhiều về thì bạn nào cần mình bán chứ. Cái này để test chơi thôi nha, tua ra rất là cao. Không biết chạy lâu thì có ấm không nha, chứ hiện tại thì mới chạy mắc rưỡi, chưa có vấn đề. BL này khả năng là rootless á, nhưng mà rootless hay servo đi nữa thì nó vẫn là 3 pha nha, không thang, 3 pha không thang. Ở cái đầu này thì nó có một cái lỗ, đầu này có một cái lỗ. Nếu có cái lỗ này các bạn biết ưu điểm là gì không? Khi mình gắn cái Colec R25 á, cái lỗ này khoảng 8mm nha, cái lỗ khoảng 8mm. Thì ví dụ như cái đầu, cái con dao nó dài á, các bạn đút vào đó, nó không bị cấn cái đầu này nè, đút vào trong luôn. Dao 5 á, dao mũi phay khắc, quay em ru nha. Thì đi bãi là thích vậy đó các bạn, tức là lâu lâu gặp được những cái hay hay á. Cái này cũng rất là hay nha, mình sẽ test đó, test tải luôn.
Và tiếp theo mình sẽ test cái này. Cái rút led motor nè, 200W, 2000 vòng, tỷ lệ hộp số 1/20. Sẵn là mình test luôn cái này. Chạy giống như con mấy cái spindle 500W, 800W này nha. Êm, khá là êm, êm ru. Ở trong đây mình thấy mát mát từ chỗ này nè. Không biết có phải một cánh quạt nhỏ không nữa, như cánh quạt hay sao. Hèn gì nãy giờ mình thấy gió nó ra mát mát. Thì ra đây nó có một cái cánh quạt nhỏ nhỏ nữa các bạn. Không biết làm cái gì. Mặt bích hình như cái vuông á, vuông size 80 á, size 80. Ở đây có một cái quạt nha các bạn. Quạt nó thiết kế rất là mỏng luôn. Thổi gió ra được này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình đi lấy nữa thì ai cần mình chia nha. Còn hiện tại cái này mình giữ lại.